đấu qua người 1-1 cùng huấn luyện viên cá nhân ngoại hạng Anh sẽ diễn ra như thế nào. Trong hành trình trải nghiệm siêu bóng đá, mình đã được một huấn luyện viên cá nhân cho trải nghiệm những bài tập như một cầu thủ ngoại hạng Anh. Và sau khi hoàn tất các bài tập này, mình cũng được đánh giá là một người có chuyên môn tốt. Chính vì vậy, ban tổ chức muốn sắp xếp cho mình thi đấu qua người 1-1 cùng với anh huấn luyện viên này. Dù đã rất mệt nhưng mình vẫn sẵn sàng nhận lời. Thể lệ thì rất là đơn giản thôi, đầu tiên mình sẽ là hậu vệ, ai qua người được và dứt điểm vào khung thành sẽ chiến thắng. Vừa rồi thì anh chàng huấn luyện viên này dứt điểm hơi nhẹ, bây giờ là đến lượt của mình nha. Wow. Tiếc quá các bạn ơi, mém xíu nữa là dứt điểm thành công rồi. Bây giờ là lại đến lượt của anh chàng huấn luyện viên. Hên quá mình bị qua người, nhưng thủ môn đã cản phá được. Tình huống này thì đến lượt mình không may mắn, cột dọc đã cứu thua cho anh huấn luyện viên. Bây giờ thì ban tổ chức đổi thể là một chút, hậu vệ mà cướp được bóng là có quyền quay lại và dứt điểm luôn. May cho mình quá, tiếp tục là sự xuất sắc của thủ môn. Và cuối cùng, bước ngoặt của trận đấu cũng đã đến. Mình lấy bóng hợp lệ và dứt điểm thành công. May mắn thắng được huấn luyện viên cá nhân, một kỷ niệm quá đẹp đối với mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nhớ bấm follow mình để đón xem những video thú vị tiếp theo nha.